Sáng nay tại khu đô thị Eco Park ở huyện Văn Giang diễn ra khai mạc phiên chợ vải Hưng Yên năm 2024. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm vải Hưng Yên nói riêng và nông sản tỉnh Hưng Yên nói chung với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phiên chợ vải Hưng Yên năm 2024 được tổ chức tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên được tỉnh Hưng Yên tổ chức. Tham gia sự kiện này thì du khách không chỉ được thưởng thức những trái vải lai chín sớm, vải trứng của Hưng Yên mà còn có thể mua sắm rất nhiều đặc sản của Hưng Yên như hạt sen, long nhãn, mật ong v.v. Phiên chợ vải Hưng Yên mở đầu cho chuỗi sự kiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tại đây có 50 gian hàng trưng bày sản phẩm vải lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên và một số nông sản tiêu biểu từ các nhà vườn, hợp tác xã trên toàn tỉnh. Với ưu thế chín sớm, mẫu mã sáng đẹp, vị ngọt thanh đặc trưng khiến quả vải Hưng Yên những năm gần đây trở thành một đặc sản thu hút thị hiếu khách hàng. Theo các nhà vườn, vải Hưng Yên năm nay chất lượng quả ngon ngọt, không bị sâu đầu. Vải chín đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Giá dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg vải lai chín sớm. Riêng vải trứng có giá từ 150.000 đến 200.000 đồng 1 kg. Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Ở ngoài chợ thì tôi cũng mua rồi. Nhưng mà tôi nếm thì nó vị là hơi chua chua. Nhưng mà ở vải hôm nay tôi nếm thử là rất là ngọt, đậm đà, mùi thơm, mát dịu đấy. Năm ngoái là đúng là biết nhưng là lại hơi muộn mà. Cho nên là năm nay biết có thể đến ngay từ đầu tiên. Cảm ơn Hưng Yên đã có loại vải rất ngon. Đây là năm thứ ba gia đình chúng tôi tham gia phiên chợ vải Hưng Yên. Hai năm về trước trong vòng buổi sáng thì chúng tôi có thể bán hết cái hàng mà trong ngày chúng tôi mang lên. Nên là năm nay chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều nguồn hàng để làm sao đáp ứng đủ cái nhu cầu của người tiêu dùng. Hưng Yên hiện có trên 1.300 hecta trồng vải, trong đó có 850 hecta vải lai chín sớm, 250 hecta trồng vải trứng. Sản lượng vải năm nay dự kiến đạt trên 20.000 tấn. Cả hai loại vải đều được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ và đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên. Để nâng cao giá trị quả vải, những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các địa phương lựa chọn quy hoạch mở rộng vùng trồng vải, đi đôi với việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại sản xuất đáp ứng theo các tiêu chuẩn về chất lượng, đẹp về mẫu mã và an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Song song với việc mà triển khai các hoạt động hỗ trợ tổ chức sản xuất và giúp cho bà con nông dân quản lý theo quy trình sản phẩm sạch, Việt Gáp rồi là GlobalGAP và OCOP thì chúng tôi cũng tích cực giúp đỡ bà con trong việc mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động tổ chức các hội nghị để kết nối tiêu thụ.